Em xin chào các bác nhé. Trong video lần này em có một số loại lan chia sẻ các bác mua về làm giống trái hoa. Các bác đặt hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại là 086 882 5909. Số điện thoại em để phần tiêu đề của video đấy. Các bác gọi điện nhắn tin hoặc là gọi điện nhắn tin trao đổi qua Zalo này hoặc là Facebook để đặt hàng các bác nhé. Đa phần thì em sẽ sử dụng Zalo. Lan của em thì chưa bao gồm phí ship. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền ship cho bên chuyển phát. Phí ship là 36.000 cho 2kg đầu tiên. Xin lỗi các bác là 30.000 cho 2kg đầu tiên. Các kg tiếp theo thì cộng thêm 8.000 nữa các bác nhé. Và ship nhanh toàn quốc. Địa chỉ vườn lan bên em, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang các bác nhé. Đây thì em giới thiệu các bác một số dòng địa lan em thuần chậu và lan hài, cùng một số loại dáng hương đang có hoa nhé. Đây là những cây xuân hè xuân la các bác này, em đã thuần chậu sẵn rồi. Cây lên rất là đẹp rồi. Ba thân ba mầm đẹp rồi. Những chậu xuân hè xuân la này thì em để với giá là 350.000 các bác nhé, đóng vào chậu gửi. Cây lên mầm rồi. 350.000 một chậu đóng vào chậu gửi. Xuân hè xuân la thì hoa nó cũng rất là đẹp. Hoa nó ra ở cuối mùa xuân đầu mùa hè. Cần hoa xanh, cánh bầu, hoa màu vàng có những sọc đỏ các bác nhé. Xuân hè xuân la, cây này rất dễ trồng và dễ cho hoa. Thân củ rất là đẹp. Đây hàng giống về sang năm các bác chơi hoa nha các bác nhé. Chun lan này, chun lan rừng Hà Giang thì là 250 một chậu này, đóng ở chậu gửi này, hàng thuần rồi các bác nhé. 250 một chậu đóng ở chậu gửi. Chun rừng Hà Giang này. Bạch ngọc châm hương. Bạch ngọc châm hương thì những chậu như này 100.000 một thân nhé. Như chậu này có 3 thân, 3 mầm này, 300 này. Thân già không tính. Châm hương, bạch ngọc châm hương, dòng địa lan truyền thống hoa thu các bác nhé. Chậu tiểu kiều này 220 này, chỗ này nó gần chục thân đấy. 220.000 nhé. Đóng vào chậu gửi hàng thuần rồi. Đây, tiểu kiều. Đông lan thì 200.000 một chậu này. Đông lan này. Cái này có 4 thân 2 mầm. Đông lan 200.000 một chậu. Tiểu quốc linh, tiểu quốc linh thì chậu này có 6 thân. Chậu này có 6 thân. Chậu này em để giá 800 nhé. Tiểu quốc linh. Hàng tàu nhưng mà hoa chớp rất là đẹp này. Đại kiều tàu lá kẻ này. Chậu này em để giá 200 này. 4 thân 1 mầm này. 200 nhé. Đại kiều tàu lá kẻ. 4 thân 1 mầm. Địa lan sen xanh. Sen xanh thì chậu này có 3 thân này. Em để giá 200 này. Đóng một chậu gửi này. Sen xanh. Hoa cánh sen màu xanh. Rất thơm và hoa dịp Tết nhé. Hồng thân hà thì chậu này có 1 thân 1 mầm này, chậu này em để giá 150 nha, em đóng vào chậu gửi các bác. 150 này, nên mầm rất là đẹp này, hàng tuần rồi. Ở đây có một số dòng đang có hoa này, tam bảo sắc nhé, tam bảo sắc hoa trắng tím, hàng Điện Biên, này. Cây em thuần rồi. Đóng cả bảng này gửi cho các bác này, 280.000 một bảng này. Em sẽ chọn những cây đang có nụ hoa này gửi các bác. Rất là xanh đẹp luôn, 280 một bảng. Bảng nào cũng như nhau cả. Đây, đang có hoa đây. Tam bảo sắc, hoa trắng tím. Hoa rất là thơm nhé. Đây này, hoa đây này. Hoa của tam bảo sắc. Lan hài thì hài Jacky. Jacky 100.000 chậu các bác nhé. Đóng vào chậu gửi này, hàng thuần rồi này. Hài gấm thì 50.000 một chậu, đóng vào chậu gửi hàng thuần rồi. Chậu hải táo này đang có nụ rồi. Chậu hải táo là bác nào mua thì giá 300 này, cụm to nhé. 300. Hài hồng 100.000 một chậu, đóng vào chậu gửi hàng thuần rồi. Hài trần liên thì 50.000 một chậu, đóng vào chậu gửi hàng thuần rồi đó nhé. Còn giá nhổ chậu là 50.000 3 chậu, 50.000 3 cây nhổ chậu gửi cây, mỗi chậu là 1 cây. Trần liên.
Dâu Pháp thì chậu này em để giá 250 nhá, một thân to này, này. Lá liếc không có lỗi gì đâu. Dâu Pháp này, em trồng cái chậu nhỏ quá, về các bác thay ra cái chậu khác to hơn. Đấy, dâu Pháp. Kim Tây Nguyên thì 50.000 một chậu nhá, đóng vào chậu gửi đây, hàng thuần rồi này, đây. Kim Tây Nguyên này. Giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi cây. Đấy. Hai hàng thì nó sẽ tùy theo từng cây nhé các bác nhé. Hàng bây giờ thì em sẽ không để giá 500.000 được một chậu như trước nữa, tại vì qua thời điểm vừa rồi thì hàng cũng tăng giá rất là ác rồi. Em bác nào có nhu cầu mua thì cứ liên lạc trực tiếp với em hoặc là inbox thì em sẽ chụp ảnh cho các bác xem. Đây, giá tùy từng cây. Hàng chip em có nhé, hàng chip hàng bên này em có đây. Hàng chip đây. Chip thì trồng lâu, đây là những cây bản đá nó khoảng 2-3 cm rồi đây. Có những cây nó to hơn cơ, nó ở bên dưới này cơ này. Cây to hơn. Bản lá 4-5 cm có nhé, 6 cm có nhé. Đây. Hải giáp 50.000 một chậu thuần như này, đóng một chậu gửi này, hải giáp. Còn giá nhổ cây là 50.000 5 chậu. Nhổ chậu gửi cây. Hải hương cũng có nhé, hải hương thì tùy từng chậu nhé. Cái chậu này thì em để giá là 250 này. 250 này. Cây ra hoa rồi, mặt hoa bình thường, còn cây chưa có hoa thì là 300. Còn những chậu to này thì hàng thuần rồi thì giá sẽ tùy từng chậu nhá, tùy nhu cầu bác nào lấy thì thương lượng sau. Đây. Hồ điệp ấn, hồ điệp kim vinh 90.000 một chậu, đóng vào chậu gửi. Hải táo hàng thuần 50.000 một chậu, đóng vào chậu gửi. Chậu đang có hoa này là 100.000 này, đang ngồng hoa này 100.000 hải táo này. Cầm phù tên lửa 90.000 một chậu đang có hoa như này. Giáng hương rẻ quạt thì đang lên ngồng hoa các bác nhé. Mỗi chậu như này em để giá 250. Đang lên ngồng hoa này, giáng hương rẻ quạt 250. Kể cả cây bé này cũng ra hoa các bác nhé. Đấy. Cây bé ra hoa, còn những cái mà em trồng vào chậu dớn thì là 350 một chậu. Trồng một chậu dớn thì em sẽ gửi cho bác những chậu cây to như này, 350 một chậu nhé. Đang lên ngồng hoa chi chít này, giáng hương rẻ quạt. Hải mốc hồng 50.000 một chậu, mỗi chậu được 3 cây, đóng ở chậu gửi, còn giá nhổ chậu 50.000 3 chậu, nhổ chậu gửi cây. Hải sukakuli, sukakuli thì những cây như này sẽ là giá 150 này các bác này. Đây, 150 đóng vào chậu gửi, giá nhổ chậu 50.000 một cây, nhổ chậu gửi cây. Cái này thì cũng 150 thôi. Còn những cây to, búi to như này thì giá là 250 các bác nhé. Sukakuli em thuần được 1 năm rồi, cây nó lên rất là đẹp này. Đuôi công thì 50.000 một chậu, đóng vào chậu gửi nhé. Hai đuôi công, mỗi chậu được một cây đấy. Đây là Jacky, 100.000 một chậu. Đây, Xuân Hè Sơn La đây, cây nó to như này đây, củ nó to này. Đây, cây lan hổ bì này, hoa to và rất là thơm luôn. Những khúc trồn to như này, đang hoa này. To lắm, cây to đang hoa này, 380.000 một cái thuần như này, thuần được 4 năm rồi đấy. Trong này dày cây lắm nhá. Như cây này thì có đang có hai hoa này, cây này thì 350 thôi, hai cây to. Sơn Thủy Tiên thì đây, như cái này là 250 này, Sơn Thủy Tiên thuần rồi. Đa phần vườn của em là hàng thuần này. Đây là hoàng yến tím này, 180 một chậu, đóng vào chậu gửi này. Hoàng yến tím. Đây có cái khúc gỗ rất là to này. Hồng nhạn này. Ra đầy hoa. Đây hoa chồn đấy các bác nhá, hoa chồn của em nó ra hoa đây này. Nhiều hoa lắm này. Nó tít ở bên trong cơ, tít bên trong cơ. Em bác nào có nhu cầu chơi ở hàng chồn khủng thì cứ inbox cho em, thì em sẽ chụp ảnh cho. Thì giá thì nó cũng tùy thôi, cây to như này, cả cụm to như này giá tiền triệu nó khác so với những cái chậu nó nhỏ hơn. Đây là địa lan tứ thời này,
Cái lần từ thời mới mặc thu đều đồng giá là 100.000 một chậu các bác nhá, một chậu gửi. À, tứ thời là 150.000, còn mặc thu là 100.000. Mặc thu bên trong, đây tứ thời bên ngoài đây. Ra mầm tu tủa rất dễ sống đây. Hải Helen 50.000 một chậu thuần nhá, đóng vào chậu gửi các bác nhá. Giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi cây. Hải Cốc Si 50.000 một chậu, đóng vào chậu gửi. Giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi cây. Hải Mỹ Lữ thấy 50.000 một chậu, đóng vào chậu gửi này. Giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi cây. Hải Mỹ Lữ. Khúc phải rắn này thì là 200.000 này. Đây khúc dáng hương rẻ quạt đây đang có hai gồng hoa này, là xếp rất đẹp này, 180 này, 180. Chồn của em ra hoa rất đẹp luôn. Chỗ cáo này đang có hoa này, chỗ cáo này đang có hoa lá xếp này, ba thân, trồng lâu năm rồi nên là dễ nó khủng khiếp lắm các bác ạ. Bốn thân này, bốn thân này. Đang có một nữa. Một gồng, hai gồng hoa. Chậu hải cốc si to như này thì giá sẽ là 200 không nhé, 200 hải cốc si to này, nóng ở chậu gửi này. Hôm nay em có từng đấy phần này, các bác có gì ủng hộ em ấy, em chân thành cảm ơn ạ.